when the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. All the time, you're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams.
Chúc mừng tất cả bạn nữ đến ngày 8 tháng 3. Chúc các bạn càng ngày càng xinh xắn và học giỏi. Nhân dịp 8 tháng 3 thì đáng ra mình sẽ có một bài dài 96 trang, 69 trang để chúc các chị em. Nhưng mà do thời gian không cho phép nên mình sẽ tóm lược là mình chúc các chị em luôn có một năm may mắn, thành công trong cuộc sống. Thành công trong cuộc sống, như học tập, như hoạt động của câu lạc bộ trong nhiệm kỳ của mình. Và chúc mọi người luôn có duyên dáng và xinh đẹp trong mắt các sinh nam. Chào mọi người. Khiếp Tuấn mà nói là vì đẹp trai nhất nên là mình đại diện cho các sick boy đang còn đang hoạt động, gửi một lời chúc nồng nhiệt đến các bạn nữ, các sick girl ngày 8 tháng 3. Chúc các chị em ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và mỗi người trên con đường tìm hạnh phúc sẽ tìm được một nửa tình yêu của bạn và chính mình. Chương trình được tài trợ bởi hãng nước giải khát Sunlight và công ty cổ phần bánh kẹo Durex. Xin trọng cảm ơn.